bắt người quá thi đấu đấy. Hiến Hoàng ô, Viron cướp được, Viron cướp được ấy kìa, cướp Baron kìa. Cố T1 cái bài à, nó mà cướp Baron. Rồi ôi, quả bắn đi cướp Baron chí mạng luôn. Nhưng còn đến hai người rất thấp máu bên phía bên này. Penguin kéo được một người. Ồ, khá dịch lên, khá dịch. Khá dịch lên. Từ giây trong hay không. Nhưng còn và rớt trong tay của BDG lúc này còn ok quay ngược trở lại bắn từng người một. Rồi, bốn tàng bắt rồi. Rồi ôi. Quan cũng đã có biết rồi cáp. Trời ơi trời ơi, luôn luôn. Trời ơi, đẹp, con Rakan làm hết luôn rồi gì nữa. Ồ, Rakan support Alchin. Support Alchin. Support Alchin luôn. Support Alchin luôn. Cái cặp Ezreal với lại con Brom á, D-Bot nó cũng không mạnh. Cái cặp Brom cũng không mạnh luôn. Nhưng mà Trent có mặt ở đây, tung ra cho mình rất nhiều chiêu để hỗ trợ đồng đội. Sau đó thì đồng đội của tại vì cái kết hợp của con cái con Brom á, mình nghĩ là nên kết hợp với một con Dam DPS thì ngon hơn. Người thành công là đồ và trừng phạt rất tốt vừa rồi. Lao vào hàng rồng đó là chú bò mang tên Salem. Một cú cắn cá cực kỳ đau vào chiêu cuối lần này. Cùng với cú lăn bụng Kurate là quá hay. Cho R2 đã cố gắng núp ở trong cái bóng khỏi của mình. Nhưng có ba người đứng xung quanh anh ta cố gắng tung pin phía chủ. Ủa R2 đâu không xài đi, đi xài flash con điên này. Đây là hiệu quả của nó. Đánh chiến bằng chưa? Ủa chơi em phải đánh con lớp đi Adele quá mệt rồi. Chơi em phải lấy con gì ra, lấy con lớp đánh Adele quá, đánh con lớp Adele xuống quá. Hello chị Trinh, hello idol Lai Lai. Hello idol, nhớ idol bé. Em thấy rồi nha anh Nguyễn Hữu Quân ơi. Em thấy rồi, nhưng mà anh cách sẽ để cái hashtag của mình được tròn trịa hơn nha. Thế còn chị thì sao hả Bobo? Hello Hiến Còi nha, hello mọi người. Mình không nhận comment nữa nha. Tại vì bắt đầu trận đấu thứ hai rồi thì mình sẽ không nhận comment nữa nha mọi người. Để đến từ Zeki. À không, đó là Choi R. Choi R anh ta đang quá lực chém vào vị trí của Lampard. Lampard sử dụng đồng hồ ngưng động, nhưng sau đó cũng đã bốc hơi. Choi R đã hủy diệt được sát thương chủ lực bên phía đối phương. Nhưng đây là một pha mà bên phía OZG có thể đánh ngược trả lại. Khi mà Aeson cùng với Debo, cùng với Anyway đang rất tốt, thi đấu rất tốt trong ban thi đấu này. Và quét sạch vào đội hình của Africa Freaks. Và OZG vẫn còn 3 người ở trên bản đồ. Họ có một đợt lính ở phía sau, có một con ô tô. Và họ có thể ôi kết thúc luôn ván thi đấu này khi mà khoảng cách giữa họ với cả. Ui rồi. Anh ơi, Baron thật rồi. Anh Baron thật rồi. Bắt kéo lên kéo luôn. Mút đi, mút đi. Mút luôn. Đúng rồi. Penguin, Penguin. Đúng rồi. Hay lắm, bổ đi. Ui rồi, BDG. Ui rồi ôi. Hay quá em Lương ơi. Bảo sao mà chúng nó thay AD. Bảo sao thay AD, thay thằng này vào hay quá anh em ạ. Ôi rồi ôi, em sợ co đâu. Lạnh lắm rồi. Lạnh lắm rồi, spoil. Bỏ con sứ giả đấy, để con sứ giả đấy đánh người đi. Đúng rồi. Cứ giết người đã, rồi ui rồi phản đòn như thế này thì lụm em Lương ạ. Quét sạch luôn. Đấy, tuy nhiên thì T1 vẫn có một góc vòng vào và tranh chấp trừng phạt thành công. JY chơi quá tốt, Ji Yong một lần nữa tỏ ra chống chịu cực kỳ khủng ở tuyến trên. Một giao tranh mà tôi tin chắc chắn rằng càng đánh T1 càng có lợi mà thôi. Co một mình quẩy ở tuyến sau và tranh chấp hai thành viên đối phương. Ở phía bên này, BDG bị dí lại, anh ta có đồng hồ cát. Đồng đội đã tới kịp để cover, cần né quả bom. Nhưng không, đó là một tình huống can thiệp tốt của Du và Luna. Tiếp tục là những quả bom giá trị, tuy nhiên thì không đủ sát thương. Cho đến 4.000 thôi. 4.000 là nhiều. Nhưng bởi vì rõ ràng là với cái lineup mà T1 đã lựa chọn ấy, thì họ sẵn sàng đánh vào giai đoạn sau của bán đấu này. Và họ luôn luôn chọn là đội tuyển bắt nhịp chậm và không quá dồn dập. Nhưng càng đánh thì đối phương sẽ càng cảm thấy khó khăn hơn trong cái việc đó là thi đấu với một đội tuyển mà bị dẫn trước bởi T1. Đó là cái câu chuyện là bên phía của T1 không hề, bên phía của những cái đội tuyển đánh cùng T1 ấy, không hề dễ dàng đánh một chút nào nếu như để T1 dẫn trước. Và đây, Isaac bị bắt lại nên nhớ rằng là chúng ta có đến 4 người. Rất thiếu công cụ để cho vị trí của Isaac có thể thoát được. Và một tình huống công lý Demacia. Rất nhiều sát thương. Tối nay có leo rank ngược TFT không đấy à? Hello thầy nhá.
Thầy đợi tí nhá, em phải xem cái trận này đã. Hôm nay là BO5 cơ, em không biết là có kim. Wow! Đây chắc chắn sẽ là highlight trong buổi tối hôm nay. Rất khó tin khi mà JY không nằm. Wow, T1 định đánh một pha 2 đánh 4 ở đây. Nhưng nên nhớ rằng là Jijong đã tới, BDG cũng đã tới. Có điểm hạ gục của Riven. Ở phía bên này, Du đang tìm kiếm vị trí Akali nhưng có đồng hồ cát ở đây. Và Co anh ta nằm xuống nhưng không sao cả. Sẽ là giao tranh có lợi về nhân sự. Bỏ qua rồng bởi vì thời điểm này nếu như quét sạch, chúng ta sẽ có một ván thắng dành cho bên phía của T1. Và T1 anh họ quyết định đó là truy cùng diệt tận vị trí của Du. Jijong vẫn là người quyết tâm lao tới. Anh ta bật cả thú tượng lên và quay tay ở giữa năm thành viên đối phương. Họ chọn mục tiêu là vị trí của Isaac. Và Isaac bốc hơi. Như tôi đã nói, bộ ba Camille, Senna và Malphite, chỉ cần họ chọn được người thôi là sẽ có người phải nằm. Không có cơ hội. Và đó là một tình huống giao tranh mà bên phía của T1 rõ ràng là họ đổi được lời. Chắc chắn là như... Ở phía bên này, Dana một góc vòng sau, anh ta chọn được mục tiêu đó là BDG. Nhưng BDG tự bảo vệ bản thân quá tốt, anh ta có cả đồng đội để cover nữa. Lấy 4 đánh 5. Tuy nhiên bên phía của T1 vẫn đang làm cực kỳ tốt. Cái nhịp thi đấu này của BDG là điểm 10, cho dù anh ta có 5 đi chăng nữa. Bắt đầu băng tới, đó là vị trí của Jijong. Anh ta bật thú tượng lên và bắt đầu quay. Mà phải chọn mục tiêu, anh ta hút vào tuyến sau. Isaac mất rất nhiều máu. Đã có người đầu tiên nằm xuống, không, chính xác là 2 người. Người chơi đường giữa và người chơi hỗ trợ bên phía của Roster White đã đi rồi. Co quẩy thoải mái ở phía này. Jay White thậm chí bây giờ mới mất giác hồi sinh. Và chúng ta có dấu chấm hết cho bên phía của Roster White. Luna quá đơn độc, anh ta bị Jijong quấy. Và chiến thắng 3-0 có lẽ đã đến rất gần với bên phía của T1. Và chúng ta có chiến thắng của T1. Like fanpage Liên minh Hình thái Tốc Chiến Esports và nhấn subscribe kênh YouTube Liên minh Hình thái Tốc Chiến để cập nhật những tin tức thú vị và theo dõi giải đấu Icon CDC.